Thức tỉnh, tác giả Phan Xuân Sinh. Luật vượt biển đến Hồng Kông năm 1982, sau khi tù cải tạo tại Tiên Lãnh được 6 năm. Chuyến đi của anh suôn sẻ, chỉ mất 2 ngày 2 đêm trên biển. Điều trước tiên, anh đánh điện tín về nhà báo tin cho vợ con biết anh đã vượt thoát khỏi Việt Nam an toàn để chị mừng. Anh theo chân những người tị nạn vào phố Hồng Kông xin việc làm. Anh được một nhà hàng sắp xếp cho anh rửa chén bát. Việc làm cũng không đến nỗi khổ cực, lương tương đối khá. Mỗi ngày người ta cho anh mang về trại thức ăn dư thừa để anh chia cho những người không tìm được việc làm. Ở đây anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở quê nhà rất nhiều. Không ai quan tâm hoặc theo dõi kẻ khác, không phạm pháp thì không sợ sệt ai. Trong trại ai cũng thân thiện, tận tâm chỉ vẽ nhau những điều người khác không biết. Mọi người chung quanh thương mến anh vì bản tính hiền lành. Ở Hồng Kông gần một năm thì anh được phái đoàn Mỹ nhận cho đi định cư. Thế nhưng có một điều làm anh thắc mắc mãi. Tại sao một ông thầy chùa đã giúp đỡ anh tận tình như vậy? Anh chưa hề quen biết ông. Anh nhớ lại cái đêm vượt biên bị công an phát giác. Anh nhảy xuống sông vừa bơi vừa lặn trước khi tàu công an kẹp sát. Lên bờ vì trời tối, anh không biết đây là nơi nào. Anh lần mò trong bóng tối chừng 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đường cái. Bỗng nhiên anh trông thấy ánh đèn từ xa. Anh đi tới, thì ra đây là ngôi chùa nhỏ. Anh vào chùa, gặp vị sư còn trẻ. Sư hỏi anh cần gì. Anh tình thật thưa rằng anh đang lạc đường và xin được giúp đỡ. Vị sư đưa anh vào chánh điện, rồi đến thưa với thầy trụ trì. Thầy trụ trì chừng trên dưới 60 tuổi, mặc bộ đồ màu lam, nước da ngăm đen, khuôn mặt hiền từ. Khi nhìn thấy anh, thầy có vẻ hơi giật mình. Thầy bảo người sư trẻ dọn cơm cho anh ăn. Trong lúc nói chuyện, để anh an tâm, thầy cho anh biết sẽ không có ai làm phiền hay quấy rối anh. Anh muốn ở đây bao lâu cũng được. Thầy đích thân dọn phòng cho anh ngủ. Anh tự hỏi, giữa lúc khó khăn, gạo châu củi quế, thế mà nhà chùa lại rộng lượng quá vậy? Sáng dậy, anh bước ra phòng rửa mặt, thì đã thấy thầy ngồi tại bàn ăn, đang uống trà. Thầy mời anh cùng uống trà và nói chuyện. Tuyệt đối thầy không hỏi anh về cuộc sống hiện thời, về gia đình, về nơi ăn chốn ở. Thầy dặn anh, có ai hỏi thì bảo anh là bà con ở quê ra thăm thầy. Thầy cũng cho anh biết ngôi chùa nhỏ nghèo nàn nên ăn uống sơ sài. Không biết anh có chịu được không? Anh chắp tay cảm ơn thầy và nói được thầy bảo bọc, chuyện ăn uống không thành vấn đề. Tất cả đều tốt với tôi. Xin thầy đừng bận tâm, khi còn ở nhà, anh và vợ con bữa đói bữa no, làm gì được như thế này? Trong những ngày ở chùa, thầy ít khi gặp anh, ít nói chuyện với nhau ngoài trừ vào bữa ăn. Không hiểu sao thầy cố giữ anh lại mà không cho biết lý do. Chừng 10 ngày sau, khi ăn cơm chiều xong, thầy bảo anh ngồi lại để thầy nói chuyện. Chỉ còn lại hai người đối diện nhau, thầy nói với anh. Khi anh bước chân vào chùa này, tôi đã biết anh là người trốn thoát công an lùng bắt vì tội vượt biên. Ở đây tôi đã gặp vài trường hợp giống anh và tôi đã che chở nên họ về nhà an toàn. Như anh biết, chùa là nơi mở rộng vòng tay giúp đỡ cho những người sa cơ thất thế. Chúng tôi làm hết sức mình trong điều kiện cho phép. Hơn nữa, vượt biên theo tôi không phải là cái tội.
Họ chỉ trốn thoát chế độ không phù hợp với họ, không chống cự, không phản đối, thì không thể bảo họ mang tội. Trường hợp của anh khác với những người kia. Khác như thế nào, sau này anh sẽ rõ. Đêm nay, có một chuyến vượt biên uy tín mà tôi tin tưởng. Tôi muốn gửi anh đi trong chuyến này. 11 giờ sẽ có người tới dẫn anh đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh mọi thứ, gồm có 2 bộ quần áo để anh thay đổi khi tới nơi và 1 lượng vàng cho anh tiêu dùng trong thời gian chờ định cư đến nước thứ 3. Anh trố mắt nhìn thầy mà không nói nên lời. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết lý do gì mà thầy tận tình giúp đỡ anh như vậy. Thầy bảo anh về phòng nằm nghỉ, chờ đến giờ có người tới đưa đi. Thầy không cho anh nói một lời nào, dù là lời cảm ơn. Thầy lên chánh điện tụng kinh, anh nằm suy nghĩ mãi về sự giúp đỡ này của thầy. Một lượng vàng là một tài sản không nhỏ vào thời điểm đó. Thế mà thầy lại biếu anh. Chưa kể thầy còn phải đóng tiền cho chủ ghe để được đi, chứ không ai cho đi không. Anh thắc mắc, sao lại có một người tốt như vậy? Anh hứa với lòng mình, sau khi an cư lạc nghiệp ở xứ người, anh trở về thăm thầy. Anh hỏi thầy lý do tại sao thầy đã giúp đỡ anh. Anh nghĩ sẽ hoàn trả lại số vàng bằng gấp bao nhiêu lần mà thầy đã chi phí cho anh. Thầy nói, chùa đã từng che chở cho những người vượt biên bị bể, đã đưa họ về nhà. Đó là một việc làm tốt, một công đức cao cả mà chỉ có Bồ Tát mới hành xử như vậy. Vì biết bao nhiêu hệ lụy sẽ gây rắc rối cho chùa và cho thầy nếu chính quyền biết được. Ấy vậy mà thầy chẳng sợ gì. Niềm tin nào đã làm cho thầy hành động một cách liều lĩnh như thế? Sống giữa một xã hội mà người dân chỉ còn cách trốn ra nước ngoài mới yên thân, thì còn sợ chi chuyện bắt bớ. Tuy nhiên, ở trường hợp của thầy lại khác. Thầy đứng ngoài mọi liên hệ với những người chạy trốn, mà lại giang tay ra đỡ cho họ khỏi bị tù tội. Còn hoàn cảnh của anh được thầy che chở rồi lại tìm cách đưa đi tiếp. Qua sự việc này, thầy đã tạo cho anh một niềm tin vào cuộc đời. Vẫn còn có người đầy lòng nhân ái. Anh nằm trong phòng, không nhắm mắt được. Anh nghe tiếng tụng kinh của thầy ngoài chính điện. Giọng thầy trầm bổng uy nghi, gieo vào lòng anh một thức tỉnh và suy tư. Anh chưa bao giờ nghe được những lời kinh có uy quyền thấm đẫm vào lòng anh một cách sâu xa, xoa dịu những nhọc nhằn căng thẳng mà anh đã từng gánh chịu. Anh suy nghĩ, đây mới chính là nơi Phật hiện diện. Không cần chi chùa phải lớn, phải nguy nga. Chính ngôi chùa nhỏ bé này, ở một nơi hẻo lánh mà đã chứa lực đại hùng của Phật, sáng tỏa trong lòng anh sự từ bi mà bây giờ anh mới ngộ ra được. Người anh lần lần như đang bước vào một cõi tâm thức. Tiếng kinh như thinh lặng, đôi lúc dịu dặt, đôi lúc khoan thai. Có phải chăng đang dìu anh ra khơi trong êm ả? Một chuyến đi mà anh không còn mang nỗi sợ. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Gần 11 giờ đêm, thầy vào gọi anh dậy. Thầy trao cho anh cái bọc ni lông chứa 2 bộ quần áo và 1 lượng vàng. Thầy bảo anh cẩn thận cất vàng vào túi quần sau cài nút lại. Trong bọc ni lông có 1 lá thư, thầy dặn khi lên ghe lớn hãy đọc. Nếu trường hợp bị công an phát hiện, bằng mọi cách phải hủy lá thư trước. Thầy đứng ngay cửa nhìn anh ra khỏi chùa. Người dẫn đường đưa anh ra ghe nhỏ cách đó chừng nửa giờ. Trên ghe có khoảng 10 người, rồi ghe chạy ra sông cái tấp vào ghe lớn đang chờ sẵn. Khi leo lên ghe,
anh làm rớt bọc ni lông xuống sông không vớt lên được. Như vậy, lá thư và hai bộ quần áo mất từ đó. Đúng như lời thầy nói, chuyến đi rất an toàn. 2 ngày sau tới Hồng Kông, anh đổi lượng vàng ra thành 10 chỉ để tiêu dùng trong những ngày sống ở trại tị nạn. Anh tiền tặng vì không biết chờ đợi đến bao lâu mới đi định cư ở nước thứ ba. Anh may mắn được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và cho đi sớm. Một gia đình người Mỹ ở Oakland, California làm sponsor cho anh. Lúc đó Oakland chưa có người Việt nhiều. Thành phố toàn người Mỹ đen và Mễ. Dần dần những năm sau, người Việt tới định cư và những quán cà phê mọc lên ở đường E14. Chính ở nơi đây là nơi truyền những tin tức từ Việt Nam qua. Chuyện bàn luận chính trị bắt đầu sôi nổi trên bàn cà phê của những chính khách không tên tuổi. Đúng, sai, không ai cần biết. Có cãi vã với nhau khi bất đồng, nhưng tất cả đều bỏ lại bàn, không ai mang trong lòng. Đó là niềm vui duy nhất của mỗi cuối tuần cho những người Việt tha hương sinh sống trong thành phố. Anh share phòng với một gia đình Việt Nam, ăn uống anh tự túc nấu lấy nên tiết kiệm thêm một ít tiền. Anh viết thư bảo vợ, thỉnh thoảng qua chùa Mân Thái, cúng Phật và thăm thầy trụ trì. Anh cho chị biết, thầy là ân nhân của anh và gia đình. Chị phải thay anh thăm viếng thầy thường xuyên. Sau khi có quốc tịch Hoa Kỳ, anh làm hồ sơ bảo lãnh vợ con. Anh thu xếp một chuyến về Việt Nam để trước hết thăm thầy, sau đó hỏi về lý do thầy đã tận tình giúp anh. Một thắc mắc cứ canh cánh trong lòng khiến anh trăn trở mãi. Thầy thường che chở cho những người vượt biên, nhưng thầy chưa bao giờ nói là đã giúp ai phương tiện và vật chất để họ tiếp tục đi như anh. Thăm viếng gia đình, bà con hàng xóm xong, anh đón xe đi Mân Thái thăm thầy. Chùa vẫn y nguyên như xưa, như những ngày anh sống dưới sự bảo bọc của thầy. Anh gặp vị sư trẻ, vị sư này nhận ra anh ngay. Thầy nhìn anh, đôi mắt thầy sáng lên đầy ngạc nhiên và vui mừng. Anh chạy đến ôm thầy. Anh cảm thấy sung sướng, nước mắt ràn rùa. Thầy mời anh ngồi trên chiếc bàn ăn ngày nào. Anh tình thật thưa với thầy là lúc hối hả leo lên tàu lớn trong đêm tối, anh đánh rơi bọc ni lông có lá thư và hai bộ áo quần thầy cho. Nên đến bây giờ anh vẫn không biết trong thư thầy viết gì. Thầy cười hiền hòa và nói trong thư căn dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, luôn luôn nghĩ tới vợ con chứ không có gì quan trọng. Thế nhưng anh không nghĩ như vậy. Có một điều gì bí mật mà thầy chưa tiện nói ra. Anh ở lại chùa vài ngày để trò chuyện với thầy. Luôn tiện anh xin thầy cho anh quy y. Thầy đồng ý. Thế là mỗi đêm, khi thầy tụng kinh, anh cũng chắp tay ngồi phía sau. Vừa nghe câu kinh thầy tụng, vừa thấy lòng mình lắng xuống, như ngộ ra được một cái gì đó rất tâm linh mà không thể nào diễn tả được. Mỗi lần tụng xong câu kinh, thầy gõ một tiếng chuông, rồi cúi xuống lại. Tiếng chuông ngân vang trong đầu anh, như dẫn dắt anh bước vào sâu thẳm của cõi siêu hình. Dạy cho ta những đạo đức để giữ mình, để sống với tha nhân. Anh cảm thấy những ngày ở chùa tuy ngắn ngủi, nhưng anh đã học được nhiều điều quý giá. Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, thầy và anh ngồi uống trà nói chuyện. Thầy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi từ từ nói. Chắc anh thắc mắc trong lòng bấy lâu nay là tại sao tôi tận tình giúp anh. Tiếp tay làm tròn ước nguyện mong muốn của anh là vượt thoát ra khỏi đất nước. Chẳng qua, đó là cái ơn mà tôi phải trả cho anh trong thời kỳ chinh chiến.
Có lần anh đã giúp tôi mà anh tuyệt nhiên không hay biết. Bây giờ tôi xin kể đầu dây mối nhờ của câu chuyện. Anh không còn nhớ, nhưng với tôi, chuyện gặp anh lúc đó tôi không bao giờ quên được. Trước khi nhắc lại chuyện cũ, tôi xin nói về tôi. Tôi có vợ và hai con. Hồi đó gia đình chúng tôi sống trong vùng mất an ninh. Tôi hoạt động cách mạng và làm đến chức huyện ủy viên. Vợ con tôi chết trên chuyến đò tiếp tế, bị máy bay phát hiện. Từ đó tôi là người không có gia đình. Tôi được cấp trên giao cho nhiệm vụ hoạt động trong vùng Hòa Vang và Điện Bàn. Để dễ dàng đi lại, tôi giả làm một nhà sư mặc áo nâu sòng. Trên vai luôn luôn mang cái bị chuông mỏ. Nhưng thực tế trong đó chứa những tài liệu hoạt động và một khẩu súng ngắn. Tôi tránh đi lại ban ngày vì sợ dễ bị phát giác. Thường di chuyển vào lúc mặt trời sụp tối và du kích địa phương báo trước cho tôi biết đoạn đường nào an toàn để đi. Buổi chiều tôi nhận được lệnh là sáng hôm sau tôi có một cuộc họp với thượng cấp tại xã Thanh Trường, huyện Điện Bàn. Tôi và hai cận vệ yên tâm ra đi. Người cận vệ đi đầu bị đau bụng nên ngồi lại đi cầu. Như vậy tôi trở thành người đi đầu. Đi được một đoạn thì tôi bị một toán lính quốc gia phát hiện. Người đi phía sau tôi núp vào bụi cây nên thoát được. Tôi được dẫn vào trình diện ông Trung úy đại đội trưởng, người chỉ huy cuộc hành quân đó. Tôi nghĩ trong bụng, tôi không thể nào thoát được lần này. Thế nào họ cũng xét người và chiếc bị mang trên vai, đầy tài liệu và cây súng ngắn trong đó. Dưới ánh đèn nho nhỏ, ông Trung úy ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt hiền từ, hỏi tôi một câu cho lấy lệ. Thầy đi đâu trong đêm tối? Thầy có biết vùng này nguy hiểm lắm không? Tôi thưa với ông rằng, xóm trên có người mới mất, tôi đến tụng kinh rồi ra về. Không ngờ trời sụp tối mau vậy. Người lính đứng gần hỏi ông Trung úy có cần xét ông thầy này không? Ông Trung úy nói khỏi cần, rồi sai người lính trải bông xô cho thầy ngủ lại, sáng mai hãy về, chứ đi trong đêm thế nào cũng bị bắn. Tôi nghĩ lúc đó có người khuất mặt che chở cho tôi, nên họ không xét người tôi. Sáng hôm sau thức dậy, ông Trung úy đưa cho tôi một ca nước trà, rồi tôi lên đường. Suốt trên đoạn đường đi, tôi suy nghĩ mãi về ông Trung úy. Điều gì đã làm cho ông cư xử với tôi như vậy? Ông có biết rằng trong đêm đó tôi có thể giết ông rồi bỏ chạy, giữa đêm khuya tối mịt làm sao bắn trúng tôi? Ai đã khiến tôi, ngăn cản tôi không làm điều đó? Trong chiến tranh không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, giết người không một chút cắn rứt. Nhưng giữa anh và tôi, hai kẻ thù gặp nhau ở điểm lòng nhân ái. Không biết nó đã tiềm ẩn trong người từ lúc nào, mà khi nó tỉnh dậy lại vào lúc đúng nhất. Từ đêm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về tâm linh. Chiếc áo nâu sầm tôi đang mặc, phải có cái duyên tôi mới khoác nó lên người. Trong những năm cuối cùng chiến tranh, chiếc áo như đã che chở cho tôi tránh những lần tên mũi đạn. Tôi nguyện trong lòng, sau khi cuộc chiến chấm dứt, thế nào tôi cũng tìm gặp anh. Ánh mắt và khuôn mặt anh không làm sao tôi quên được. Anh đã cứu tôi không những tại mặt trận, mà còn cứu tôi ra khỏi vũng lầy của sự hận thù. Tôi luôn luôn âm thầm cầu nguyện cho anh thoát khỏi mọi tai ương. Cái đêm anh bước vào chùa, khi anh ngước lên nhìn tôi, cùng ánh mắt ấy cách đây hơn 10 năm giống hệt nhau. Tôi giật mình, ân nhân năm xưa bây giờ đã đến. Tôi có bổn phận phải giúp anh, phải đưa anh thoát khỏi nghịch cảnh mà anh và gia đình gánh chịu. Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ?
Đây là cơ hội cho tôi trả lại anh món nợ cũ. Điều làm tôi suy nghĩ mãi là cơ duyên nào đưa anh tới đây? Có phải chăng ơn trên đã dẫn dắt anh? Trong cuộc sống thiên hình vạn trạng, rất hiếm có trường hợp giống nhau. Thế mà chúng ta lại rơi đúng vào sự trùng hợp này một cách bất ngờ. Anh sững sờ nhìn thầy. Một câu chuyện mà anh không hề nghĩ đến, cho đến bây giờ thầy nhắc. Đúng là trường hợp hy hữu, tất cả đều có sự sắp xếp của ơn trên. Ký ức anh bắt đầu quay về khoảng không gian 10 năm trước đây. Hồi đó đơn vị anh hành quân ở khu vực Miếu Bông, sát quốc lộ 1, giữa đường từ Đà Nẵng vào Vĩnh Điện. Gần 6 giờ chiều, anh được lệnh di chuyển vào khu vực xã Hòa Lân, gần một con lộ đá từ Non Nước vào Hội An. Chính sự di chuyển này đánh lạc hướng du kích địa phương và những liên lạc viên, vì họ không ngờ đơn vị của anh di chuyển ban đêm. Ông huyện ủy tưởng rằng không có lính quốc gia hành quân, nên ông mới đi trên lộ trình này. Khi ông bị lính chặn lại, ông rất ngạc nhiên tại sao một cuộc hành quân như vậy mà du kích không phát giác được. Chỉ huy đại đội đóng gần cái miếu, anh treo chiếc võng bên ngoài, định nằm nghỉ thì người lính gác dẫn một ông thầy chùa vào trình diện. Anh ngước nhìn thấy ông thầy chùa cũng lớn tuổi, con người khắc khổ tội nghiệp. Anh không nghi ngờ gì cả, bảo ông nghỉ lại đây cho an toàn rồi ngày mai về sớm. Đi trong đêm nguy hiểm vì có thể gặp đơn vị quốc gia khác đi kích, lúc đó khó tránh khỏi rắc rối. Đơn giản là như vậy, chứ anh hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác hoặc nghi ngờ ông thầy chùa là việc cộng. Sáng hôm sau, khi ông thầy chùa đi rồi, thì anh mới tự hỏi tại sao mình không lục xét ông thầy. Biết đâu ông là việc cộng thì sao? Giữa thời buổi chiến tranh, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy, nhưng anh không cho lính chạy theo gọi ông trở lại. Chuyện này anh cũng lãng quên, bây giờ thầy nhắc anh mới nhớ lại. Anh nhìn thầy, nhưng hoàn toàn không còn nhớ khuôn mặt. Càng nghĩ anh càng cảm thấy sự mầu nhiệm của đức tin có thể biến đổi được con người, xoa dịu những vết thương tưởng chừng như không bao giờ xóa đi được. Anh lặng người để tâm hồn lắng xuống, nhìn thầy như cảm nhận có được một luồng hùng lực tỏa sáng. Khuôn mặt thầy hiền từ, ăn nói chậm rãi, từ tốn. Anh thấy thầy hoàn toàn lột xác. Thường thường, chính trị viên nào cũng ăn nói lưu loát, cứng rắn. Họ là những người nắm sinh mạng của đơn vị, đẩy những chiến binh dưới quyền mình vào chỗ dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ lời thầy có một hấp lực mang đến sự an lành cho mọi người. Ôi, tất cả đều nằm trong nghiệp số. Thưa thầy, thế thì lúc nào thầy mới chính thức bước vào đường tu hành? Thầy nhìn anh cười. Bây giờ anh mới để ý nụ cười của thầy hiền lành, đúng là một bậc chân tu. Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi quân cách mạng hoàn toàn chiếm miền Nam, cũng vào ngày đó tôi chính thức đi tu. Những bạn bè cũ cùng chiến đấu với tôi rất ngạc nhiên. Lúc được hưởng những sung sướng nhất, giàu sang nhất, tôi lại chọn lấy con đường cực khổ nhất. Tôi trả lại tất cả những chức vụ, đảng viên, những quyền hành, chỉ xin một điều, hãy để cho tôi yên, đừng quấy phá làm phiền tôi. Những ai đến thăm chùa, những ai ngủ trong chùa, xin các người đừng gây rắc rối cho họ. Những ngày tôi theo cách mạng, hy sinh cả vợ con, sự cống hiến của tôi đã đủ. Bây giờ cho tôi yên phận trong tuổi già. Tôi nghĩ chỉ có con đường này mới giải thoát được tôi. Vợ con tôi dưới suối vàng cũng mỉm cười. Lúc đầu họ không chịu,
nhưng tôi quyết liệt quá, họ đành phải chiều ý tôi. Họ bảo tôi lãnh đạo Phật giáo tỉnh, tôi từ chối. Tôi muốn làm một người tu hành đúng nghĩa nhất. Không lợi dụng chiếc áo cà sa nữa, vì tôi đã lợi dụng nó quá nhiều trong thời chiến tranh để che đỡ mình. Lúc đầu khi về chùa, tôi thỉnh một bộ kinh và sắm chuông mỏ. Tôi tự trồng trọt để nuôi thân. Dân địa phương họ biết tôi trước đây hoạt động cho quân giải phóng, nên họ rất e dè, ít người lui tới. Dần dần người này truyền đạt cho người kia về tôi. Họ thấy tôi không nguy hiểm mà trái lại rất dễ thương. Từ đó chùa có một sinh khí mới. Buổi tối ai rảnh thì đến chùa tụng kinh với tôi. Đạo hữu họ cũng biết chùa che chở cho nhiều người trốn thoát công an. Họ cho đó là việc làm đúng. Công an họ tin rằng tôi là một đảng viên không thể chấp chứa những thành phần phản động. Nhưng họ không ngờ rằng tôi bây giờ đã hoàn toàn lột xác. Tất cả đều là anh em, không thù không oán. Chính vì vậy, chùa đã bao che cho những người vượt biển trốn tại đây. Thưa Thầy, chùa này đã có trước đây hay mới làm và người đệ tử theo Thầy từ lúc nào? Chùa này trước đây là chùa hoang, nằm trong vùng oanh kích tự do, nên không ai dám lui tới. Làng mạc tiêu điều, dân làng ra thành phố tị nạn tránh bom đạn. Chùa không còn ai hương khói. Chỉ có tượng Phật lành lặn, còn tất cả đều bị đạn bắn phá. Chính điều này cũng làm cho tôi bao nhiêu đêm suy nghĩ. Tượng Phật không hề hấn gì cũng lạ thật. Những năm cuối cuộc chiến, tôi ngủ dưới bệ tượng Phật, tôi cảm thấy an tâm, hình như có một cái gì đó che chở cho tôi. Tôi nguyện trong lòng, sau khi đất nước hòa bình, tôi sẽ về đây tu bổ lại ngôi chùa và sinh sống. Nếu gặp được phước duyên, tôi sẽ đi tu. Gia đình vợ con không còn nữa, chẳng còn chỗ nào làm nơi nương tựa. Trong thời chiến, tôi lấy nơi đây làm nơi cư ngụ và hoạt động. Sau này, như mong ước, tôi tu bổ dần dần trở thành một ngôi chùa tuy không lớn, nhưng đạo hữu đến cũng khá đông. Tôi dự định sang năm đủ tiền sẽ xây lại lớn hơn để những người con Phật có nơi khăng trang hành lễ trong những ngày vía lớn. Người thầy trẻ phụ giúp tôi trong chùa, lúc thầy đến mới 10 tuổi, cha mẹ thất lạc lúc chạy loạn. Thấy tội nghiệp, tôi nuôi nấng cho ăn học. Bây giờ thầy đã là kỹ sư công nghệ. Tôi bảo thầy có thể ra đời lấy vợ, vì chuyện ở chùa chỉ là hoàn cảnh bức bách lúc đó. Thầy bảo là con quyết tâm tu hành theo chân sư phụ. Thôi, biết đâu cũng là cơ duyên. Tôi không bao giờ sai bảo thầy nhỏ những gì mà tôi có thể làm được. Thầy thấy tôi làm việc này thì thầy làm việc khác. Từ xưa đến giờ trở thành một nề nếp. Cách đây 2 năm, cha mẹ của thầy trẻ từ nước ngoài về tìm thầy. Khi họ lạc nhau, thầy đã 10 tuổi nên thầy dễ dàng nhận ra cha mẹ. Cha mẹ sẽ bảo lãnh cho thầy đi, nhưng thầy vẫn chưa quyết định. Tôi có khuyên thầy nên đi, dù sao tình ruột thịt cũng cần thiết hơn. Tôi nghĩ thế nào thầy trẻ cũng rời khỏi chùa, nên tôi đang tìm một người sau này sẽ thay tôi. Cái khó không phải là không có người, mà người thay thế tôi có được lòng bà con, có siêng năng tu tập, có đủ nghị lực để quán xuyến ngôi chùa không. Và điều quan trọng nhất là đừng để chùa biến thành công cụ phụng sự chính trị. Nhiều đêm suy nghĩ nhưng chưa tìm được người như vậy. Thật tình thì có lo lắng cũng không được. Thôi thì cứ để mọi chuyện từ từ, người nào có Phật duyên tự nhiên sẽ đến. Bây giờ tôi già rồi, những việc nặng nhọc không làm được, người đệ tử của tôi quán xuyến hết. Hơn nữa đạo hữu cũng khá nhiều,
mỗi ngày có vài người đến chùa làm công quả, nên tôi có thì giờ nghỉ ngơi, chỉ lo Phật sự. Tôi tự tu hành, học trong kinh sách của Phật dạy. Phần nhiều kinh sách viết bằng chữ Hán nên đã gây cho tôi khó khăn lúc ban đầu. Mặc dù thầy không đi tu từ nhỏ, nhưng quyết tâm cố gắng của thầy, kiên trì học hỏi của thầy đã tạo cho thầy một con người thông hiểu giáo lý nhà Phật, có một kiến thức rộng. Thầy không có một vị sư đỡ đầu. Trong Phật giáo, gọi người này là thầy bổn sư. Nên khi gặp những rắc rối liên quan đến sự tu hành, thầy tìm đến những cao tăng xin chỉ dạy. Mỗi tháng 2 lần, ngày mồng 1 và ngày rằm, thầy thuyết giảng để đạo hữu hiểu những điều Phật dạy, để sửa mình, để tu thân. Chính quyền tại đây biết rõ về thầy, nên không ai đến quấy rầy. Vì vậy thầy yên tâm tu hành. Từ khi chính thức bước vào cửa chùa, thầy không quan tâm đến sự việc bên ngoài. Tiếng tâm của thầy dần dần được những Phật tử quanh vùng biết đến, và từ đó sinh hoạt Phật sự trong chùa trở nên nhộn nhịp hơn. Có người đề nghị với thầy nên trùng tu lại ngôi chùa cho phù hợp với số đạo hữu ngày càng gia tăng. Thầy nhận biết điều này, nhưng thầy không dám kêu gọi đóng góp. Thầy cố tiền tặng để dành nhưng vẫn chưa đủ tiền thực hiện. Một buổi sáng trong lúc uống trà, anh đặt một bọc tiền trên cái khay nhỏ rồi thưa với thầy. Thưa thầy, đây là số tiền con dành dụm từ lâu. Con hứa khi về quê nhà, con sẽ nhờ thầy dùng nó để làm việc gì mà thầy cảm thấy cần thiết phải làm. Con không nghĩ là trả lại cái ơn mà thầy đã giúp. Vì ơn này to lớn quá, con không trả nổi. Con thấy chùa hư hại quá nhiều. Thầy cho con góp một tay với thầy xây dựng lại tốt hơn. Nếu có thiếu hụt trong lúc trùng tu, con sẽ gửi về thêm để thầy trang trải. Thầy nhìn anh. Thầy cảm thấy như anh trả lại món nợ trước đây thầy đã giúp anh vượt biên. Nhưng khi nghe anh trình bày thành thật, thầy trầm tư, đắn đo có nên nhận của anh hay không. Cuối cùng thầy quyết định. Lòng tốt của anh thầy ghi nhận. Tuy chùa cũng rất cần, nhưng nhận số tiền này của anh thầy cảm thấy áy náy quá. Thôi thì thay mặt chùa, thầy cảm ơn anh. Thầy sẽ nhờ người vẽ kiểu rồi từ từ thực hiện theo đó. Làm cho đến khi nào hết tiền thì ngưng, có tiền làm tiếp. Ngày xưa các vị sư tổ xây chùa từ đời này qua đời khác, không có ai xây chùa chỉ một đời. Lấy kinh nghiệm này, thầy sẽ thực hiện cho đến khi nào thầy không còn khả năng. Thầy và anh bàn nhiều chuyện, trong đó để tiết kiệm tiền bạc, thầy định làm một lò nung gạch, đào đất trước sân chùa để làm gạch. Cái hố lấy đất sau này sẽ trồng sen, trở thành một hồ sen. Thấy những dự tính của thầy hợp lý, anh cũng vui thích. Trở lại Mỹ, mỗi đêm anh ngồi trước bàn thờ tụng kinh. Lúc đầu anh không biết tụng kinh như vậy để làm gì. Sau vài tháng, anh ngộ ra được một điều. Cái quả mà anh nhận được bây giờ, gia đình yên vui, vợ con sẽ đoàn tụ, công việc trôi chảy, chính nhờ vào cái nhân mà anh đã gieo. Anh tụng kinh là nhắc nhở mình phải luôn luôn gìn giữ cái tâm ngay thẳng. Anh không nghĩ đến những chuyện cao siêu, chỉ biết đơn giản là tu thân tích đức. Anh cảm thấy tâm hồn anh thanh thản hơn, bỏ ra ngoài những hệ lụy rắc rối không mang tới niềm vui cho mình, cho mọi người. Câu kinh anh tụng trở nên nhiệm màu. Vợ con anh sau vài năm tới Mỹ theo diện đoàn tụ. Anh có hỏi vợ về ngôi chùa ở Mân Thái. Vợ anh cho biết ngôi chùa đã xây xong, không lớn lắm nhưng khang trang. Thầy có làm một tấm đá gắn trên tường khắc tên những người đóng góp xây dựng nên ngôi chùa như một lời tri ân,
Nhiều đêm không ngủ được, anh lại nghĩ tới ngôi chùa, nghĩ tới thầy. Ngôi chùa nhỏ nhưng chứa một tấm lòng quá lớn. Đối với gia đình, anh đây cũng là thánh địa đã cứu giúp anh vượt qua những khó khăn. Trong chiến tranh, chỉ một lần ngẫu nhiên gặp gỡ mà người thầy đã giác ngộ, đã từ bỏ hết những danh vọng, những quyền thế, xóa sạch những hận thù, những dĩ vãng đen tối. Chấp nhận một cuộc sống thanh bần khổ cực. Mấy ai trên đời này làm được như thầy? Công đức của thầy theo anh đó là một ngọn Thái Sơn mấy ai leo tới. Năm nay thầy đã bát tuần, như một quyển kinh đã đọc đến những trang gần cuối. Thầy không có gì phải vướng bận khi ra đi, chắc thầy cũng đã sẵn sàng đi theo Phật. Cuộc đời, mọi vật rồi cũng sẽ trở thành cát bụi, chỉ còn chăng là một tấm lòng. Anh viết thư cho quý đạo hữu, hãy báo tin cho anh biết khi thầy viên tịch, anh sẽ thu xếp về ngay để tiễn đưa thầy lần cuối.